như những pro Gao ăn nói, đã chơi Gao ăn là phải dùng warm up. Nhưng cái này chỉ áp dụng cho những mẫu súng xịn có khả năng war game thôi anh em ạ. Nhưng không ngờ con Bethesda của chúng ta có warm up nha, warm up dành riêng cho nó. Và đây chính là warm up của Bethesda. Ôi sợ, nhìn ngon không? Nhựa 3D thôi, nhưng mà tôi thấy nó cực kỳ dày dặn và chi tiết. Do nó được thiết kế dành riêng cho M92 nên ấn vào một phát là nó vừa khít lỗ nhị luôn. Ở hai bên ông có hai vít lục mọi người vặn vào để cố định hô hấp với nòng súng. Rất dễ thôi. Đấy, bên này nữa này. Tôi thấy đây là một loại hô hấp rất đặc biệt đấy anh em ạ. Nó không chỉ là hô hấp mà nó còn là vật trang trí luôn. Nó còn là một phụ kiện rất đẹp đi kèm súng luôn. Này anh em nhìn này, lắp xong này. Ui rồi, nhìn nó ngầu hơn hẳn luôn á. Nhìn này. Chúng ta có hai con vít lục để chỉnh lá khẩu. Để điều chỉnh lá khẩu, các bạn vặn cái con vít ở phía trên này này. Đó, nhìn lá khẩu thay đổi này. Đấy, vặn vào này, thấy chưa? Thấy lá khẩu đi xuống chưa? Rất dễ rồi. Dùng đạn trắng nha. Khá ngon rồi, nhưng mà tôi nghĩ sẽ vặn ra một tí. Ok, test lại nha. Vẫn phải chỉnh anh em ạ. Vặn vào khoảng nửa vòng nữa đi. Ok, tôi nghĩ là ok rồi đấy. Tôi đánh giá là đường đạn sau khi lắp warm up đẹp hơn khá là nhiều. Tuy nhiên để trực quan hơn, bây giờ mình sẽ bắn thử và tháo warm up ra nha, để xem đường đạn zin của nó như thế nào. Như vậy là cái đường đạn zin của con này thật sự ấy, nó không tồi một chút nào, nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên là đường đạn lắp warm up, anh em có công nhận với tôi là nó thẳng hơn, cảm thấy nó phi vụt vào lùm cây không? Bây giờ tôi sẽ thử một cái mà nó trực quan hơn, đó là bắn vào cái bia đổi màu đấy nhá, để xem độ trụ của đường đạn khi không có hô hấp và có hô hấp khác nhau ở chỗ nào. Ok, đây là khoảng cách 5m và không có hô hấp nha. Thử đây. Ui, chuẩn lắm anh em ạ. Còn đây là có hô hấp này. Như vậy là trong khoảng cách 5m thì tôi thấy là có hô hấp hay không có hô hấp không quan trọng anh em ạ. Nó như nhau này, nó giống hệt nhau. Đường đạn đều rất tập trung. Và đây là có hô hấp ở khoảng cách 10m. Cố gắng bắn trúng này. Ok, như vậy là nó vẫn tập trung ở một góc phần tư được anh em ạ. Thử không hô hấp nha. Như vậy nếu các bạn bắn không có hô hấp ở khoảng cách khoảng 10m thì chỉ có khoảng đâu đó là 7-8 viên thôi này. Tôi nghĩ chỗ này chỉ khoảng 5 viên là trúng. Còn dưới này lại có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có trúng rất nhiều, trúng nhiều hơn hẳn luôn ấy. Đây chỉ có 5 viên thôi. Đó, sự khác biệt rõ ràng. Như vậy là anh em có thể thấy là cái tác dụng rất to lớn của việc có warm up. Đúng như mọi người đã nói, đã chơi game one phải dùng warm up. Kể cả Bethesda M92 này cũng vậy. Nó có riêng warm up của nó, khá là ngon. Có công dụng, nhưng mà công dụng ở ngoài 5m nha. Dưới 5m thì có warm up hay không có warm up thì con này bắn vẫn rất chuẩn, rất đẹp. Nhưng mà trên 5m, khoảng độ 10m, 12m chẳng hạn, thì nên có warm up này. Nó sẽ bắn ngon hơn rất nhiều, thẳng hơn rất nhiều.